Nhận thấy những tiềm năng về thắng cảnh đẹp và khí hậu mát mẻ, trong lành của vùng bán sơn địa dưới chân dãy núi Tam Đảo, từ năm 2019, anh Triệu Tiến Tư cùng một số người dân ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã Quân Chu và đầu tư xây dựng Quân Chu Farm. Cái mục tiêu của cái mô hình này đó là thứ nhất là phát triển một cái nền nông nghiệp nó bền vững, nó gắn với tự nhiên và làm sao để khai thác một cách hợp lý và không gây ảnh hưởng đến môi trường. Bước đầu đem lại được những cái thành công rất là tốt, một phần là nâng cao cái thu nhập của gia đình, sau đó là nâng cao cái nhận thức của cộng đồng bà con dân tộc ở đây. Từ 7 thành viên ban đầu đến nay, hợp tác xã Quân Chu đã có 13 thành viên đều là những người dân tộc Dao bản địa. Hợp tác xã đã thiết kế những nếp nhà sàn mang nét đặc trưng truyền thống của người dân tộc Dao quần chẹt, phục vụ tham quan, lưu trú, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao. Cùng với đó, người dân và du khách còn có thể tham quan, trải nghiệm tại thác Đát Ngao, suối Đá Cổng, tổ chức hoạt động camping và rèn luyện kỹ năng sống. Những năm gần đây, mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa của người Dao của hợp tác xã đã thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Tôi rất vui khi đến đây khám phá và đã có nhiều trải nghiệm về dân tộc Dao, được biết thêm về phong tục văn hóa người Dao, được hái lá thuốc. Nơi đây có phong cảnh tự nhiên rất đẹp, suối rất sạch. Tôi thấy rất thoải mái và bình yên khi đến đây. Rất là bất ngờ khi mà Thái Nguyên mình có một cái điểm du lịch mà đẹp như thế này. Đã đến đây thì mình được trải nghiệm cái thiên nhiên rất là hùng vĩ của dãy Tam Đảo. Đồng thời là cái văn hóa của người Dao ở đây thì rất là đặc sắc, rất là sắc nét mà mình có thể cảm nhận thấy. Ngoài ra thì ở Quân Chu Farm thì được thiết kế theo lối tự nhiên. Nên là mình bước vào đây mình cảm thấy rất là xanh tươi và một trong những cái ấn tượng của mình. Và nhất định là mình sẽ đưa gia đình mình đến đây trải nghiệm nhiều lần. Có thể thấy, với việc phát triển du lịch cộng đồng, đời sống của người dân địa phương được cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, nâng cao hơn ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, hợp tác xã luôn chú trọng sử dụng những sản phẩm nông sản sạch và chú trọng thu gom rác thải, bảo vệ môi trường tự nhiên, từ đó nỗ lực trở thành một điểm du lịch có trách nhiệm và xanh trong mắt du khách.